Đông Nhi bật mí, nếu ông Cao Thắng ngỏ lời thì đã cưới từ lâu. Nữ ca sĩ Đông Nhi tiết lộ do cả hai có những mục tiêu rõ ràng về sự nghiệp nên chuyện cưới xin phải cần một khoảng thời gian nữa. Mới đây, trong hậu trường của một chương trình ca nhạc, Đông Nhi có những chia sẻ thú vị xoay quanh mối tình 9 năm bền chặt cùng người yêu điển trai ông Cao Thắng. Trước câu hỏi về chuyện bạn trai từng ngỏ lời cưới chưa, nữ huấn luyện viên giọng hát Việt 2017 hài hước cho biết, chưa, nếu mà ngỏ lời thì bây giờ đã cưới rồi. Cô cho biết mình và ông Cao Thắng đều có những mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, cả hai còn phải chuẩn bị thật kỹ càng, nên khi nào có tin vui sẽ thông báo với khán giả. Đông Nhi chia sẻ việc ông Cao Thắng tặng xe sang được xem là phần thưởng cả hai dành cho nhau sau một thời gian làm việc chăm chỉ. Vừa qua, trên Instagram của Đông Nhi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đeo nhẫn cưới với dòng trạng thái nắm tay nhau đi khắp thế gian. Bức ảnh lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan. Tuy nhiên, phía Đông Nhi đã lên tiếng giải thích về bức ảnh này. Đông Nhi chia sẻ hình ảnh đeo nhẫn cưới với dòng chú thích nắm tay nhau đi khắp thế gian khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên. Nữ ca sĩ cũng hứa với khán giả chuyện tình của cô chưa từng trải qua xung đột, căng thẳng dẫn đến buông tay nhau và cô tin nó sẽ kết thúc có hậu. Sau nhiều năm hẹn hò, Đông Nhi và ông Cao Thắng luôn tình tứ với nhau như ngày đầu mới quen. Bí quyết giữ lửa hạnh phúc của cả hai chính là sự chân thành. Giọng ca Xin Anh Đừng từng chia sẻ cô đến với bạn trai bằng con người thật của mình, không giả dối toan tính và anh ấy cũng vậy. Bên cạnh đó, dù hoạt động trong cùng lĩnh vực nghệ thuật, đều là nghệ sĩ, nhưng cả hai khá hợp tính và rất hiểu nhau. Ở họ không có sự đối lập hay trái ngược quá nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách. Bên cạnh đó, Đông Nhi cũng cho biết cô mơ ước sẽ có một đám cưới giản dị bên bãi biển. Mọi thứ đều là màu trắng nhẹ nhàng tinh khôi, váy cưới cũng không cần quá cầu kỳ. Bởi cụ huấn luyện viên giọng hát Việt Nhí yêu thích những gì đơn giản. Không những thế, Đông Nhi còn tiết lộ tên gọi mà cô dự tính sẽ đặt cho cứu con đầu lòng là bé Bo. Phát hiện nguyên nhân bí ẩn, Hoa hậu Phương Nga chỉ mặc duy nhất áo kem và hồng hầu tòa, quá cao tay. Suốt mấy ngày ra tòa vừa qua, mọi người chỉ nhìn thấy Hoa hậu Phương Nga mặc hai màu áo kem và hồng, tại sao lại như vậy? Dựa theo thuật phong thủy thì Phương Nga sinh năm 1987 năm Đinh Mão, mèo vàng. Mạng lư trung hỏa, lửa trong lư, không biết ngẫu nhiên hay cố tình mà Phương Nga mặc duy nhất hai màu kem và hồng để hầu tòa. Trong phiên tòa ngày hôm 29 tháng 6, cô và Thùy Dung đã được tại ngoại, thử bàn luận vấn đề này dưới góc nhìn phong thủy. Theo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Theo quan niệm tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Theo quan niệm tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Người mệnh hỏa hợp với màu gì nhất? Trong quan hệ tương sinh, chính là việc hành này làm cơ sở cho hành kia hình thành và phát triển. Cụ thể, mộc sinh hỏa, cây cháy sinh lửa, màu xanh lá cây, hỏa sinh thổ. Lửa cháy khiến mọi vật biến thành tro đất, màu đỏ. Thổ sinh kim, kim được hình thành trong lòng đất, màu vàng. Kim sinh thủy, khi kim bị nung nấu sẽ trở thành dạng lỏng. Màu trắng thủy sinh mộc, nước nuôi cây. Màu xanh da trời, màu xanh dương. Trong đó mạng hỏa cung ly, gặp năm Đinh Dậu mặc đồ như sau. Màu tương hợp với mệnh hỏa là màu đỏ, tím, hồng, cam. Trong đó hai màu đỏ và cam là màu nổi bật và hợp người mệnh hỏa. Màu dược tương sinh người mệnh hỏa là dùng màu xanh lá cây. Màu được hòa hợp với người mệnh hỏa là dùng màu đỏ, cam, hồng, tím. Màu chế khắc được, ví dụ hỏa chế khắc được kim, có thể dùng màu như màu trắng và vàng. Mệnh hỏa hợp với màu gì? Theo phong thủy, Cao Toàn Mỹ sinh năm 1977, Đinh Tỵ. Mạng xa trung thổ, đức trong cát, hơn Phương Nga 10 tuổi. Lý giải theo phong thủy thì hỏa sinh thổ, thổ được sinh nhập, được lợi, hỏa bị sinh xuất, bị hại. Tuổi Đinh Tỵ không hợp với Đinh Mão, cũng theo phong thủy. Đinh Tỵ không nên kết duyên với những tuổi này, Tân Dậu, Đinh Mão, Ất Mão, vì những tuổi này sẽ làm cho cuộc đời bạn sống một cuộc sống nghèo khó. Dễ nhận thấy, khi Cao Toàn Mỹ ra tòa, trong màu áo trắng, vì màu trắng là kim, khắc với hỏa, còn Phương Nga lại chọn màu áo hợp với phong thủy, nên có thể đã khắc chế được mạng thổ. Năm nay là Đinh Dậu, cho nên theo trang phong thủy thì tuổi Đinh Mão lành ít dữ nhiều, đề phòng hao tốn tài vật. Nhìn chung thì tuổi người này sống xa cách anh em thân tộc, vợ chồng sống cách biệt mới an, có thể đôi ba lần đổi thay, người này trước khó sau giàu có vinh hoang, tùy thuộc giờ sinh.
Phương Nga và mẹ của Phương Nga cùng chọn màu áo hồng ra tòa cùng con. Phương Nga trong màu áo kem vàng có họa tiết màu đen xám. Phương Nga luôn nở nụ cười, bên cạnh là Thùy Dung, cả hai đã được tại ngoại. Đinh Mão thích hợp với khoa học xã hội và chính trị, người này mềm mỏng nhưng bên trong rất cương quyết. Họ nhận định theo đuổi mục đích thì đến cuối cùng mới thôi. Từ nhận định trên có thể thấy, phong thái đứng trước tòa của bị cáo Nga trong màu áo hồng rất đỉnh đạt, trả lời tự tin và cách ứng xử tình huống rất khôn ngoan, thông minh. Và trong màu áo kem vàng, có họa tiết màu đen xám trước ngực, họa khắc kim, nên hoa hậu chọn lựa sự im lặng, còn gọi là quyền im lặng trước tòa, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hôm qua ngày Đinh Hợi, hơn nửa tháng này là tháng Đinh Mùi, hợp với tuổi Đinh Mão của Phương Nga, Hợi mẹ Mùi, và có thể nói đến giờ phút này cô đã thành công. Đại gia cao tầng Mỹ, tôi sẽ thuê luật sư kiện tiếp, tôi tin sẽ đòi lại được số tiền Phương Nga lừa tôi. Sau khi hội đồng xét xử tuyên bố Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại để điều tra, ông cao tầng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục thuê luật sư khởi kiện để đòi lại số tiền mà Hoa hậu đã lừa ông. Chiều ngày 29 tháng 6, hội đồng xét xử đã công bố các quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho Trương Hồ Phương Nga, 30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga, và Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản 16,5 tỷ đồng của ông cao toàn Mỹ. Ngay sau thông tin này, ông Mỹ cho biết sẽ thuê luật sư tiếp tục khởi kiện Phương Nga. Tôi rất tự tin về các bằng chứng của mình, tôi sẽ đòi lại số tiền mà cô Nga đã lừa tôi. Ông Mỹ nói và cho biết sẵn sàng gặp Phương Nga để đối chất về vấn đề tiền bạc. Trong phiên xử vào sáng ngày 28 tháng 6, các luật sư bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp trên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hội đồng xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với thân chủ. Các luật sư cho rằng, với những bằng chứng đã cung cấp cùng với kết quả thẩm vấn tại tòa, có căn cứ cho thấy vụ án có dấu hiệu oan sai. Phương Nga bị tạm giam từ ngày 19 tháng 3, 2015, đã hơn 2 năm. Nga không có dấu hiệu bỏ trốn và cản trở hoạt động điều tra hoặc xét xử. Vì thế, việc tiếp tục tạm giam đối với Nga là không cần thiết. Từ đó, các luật sư kiến nghị hủy bỏ biệt tạm giam cho bị cáo Nga được tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Và đến 16 giờ chiều cùng ngày, chủ tọa phiên tòa đã tuyên Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Sau khi nhận quyết định, cả Thùy Dung và Phương Nga đều cười rất tươi. Người thân của hai bị cáo và các luật sư có mặt tại tòa đều phấn chấn và vui mừng trước quyết định này. Phương Nga và Thùy Dung sau khi rời khỏi trại giam đã ôm nhau bật khóc vì sung sướng. Phương Nga cười rạng rỡ và nhận bó hoa từ người thân sau khi được tại ngoại. Không giấu được niềm hạnh phúc, Phương Nga lần đầu chia sẻ sau khi tại ngoại. Em rất vui và bất ngờ, em không nghĩ là lại được ra ngoài ngày hôm nay. Trong khi Phương Nga và Thùy Dung ra khỏi tòa với những giọt nước mắt vui mừng, thì cao toàn Mỹ lại bị một số người tham dự phiên xét xử chửi mắng, là chia tay đòi quà, bắt thang lên hỏi ông rời, chia tay đòi lại quà. Ông Mỹ cho biết sẽ thuê luật sư tiếp tục khởi kiện Phương Nga. Cao toàn Mỹ bị một số người tham dự phiên xét xử chửi mắng thẳng mặt. Chồng Bảo Thanh cường đô la Trấn Thành, ai bảo vệ vợ giữa thị phi showbiz giỏi nhất? Rất nhiều sao Việt đã lên tiếng bảo vệ người thân yêu của mình khi họ bị chỉ trích bởi cộng đồng mạng. Những ngày gần đây, cư dân mạng dậy sóng lùm xùm xung quanh việc diễn viên Bảo Thanh nhắn tin không trong sáng với Việt Anh. Chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng đa phần công chúng đều lên tiếng chỉ trích Bảo Thanh là người đã có gia đình nhưng vẫn ve vãn chồng của người khác. Ngay sau đó, Kim Tiên, vợ của diễn viên Lâm Minh Thắng, tố cáo cô đã từng muốn thân mật với chồng mình khi đóng chung phim Người Chồng Điên. Trước những tin đồn này, Bảo Thanh hiện tại vẫn chọn cách im lặng và tắt máy. Tuy nhiên mới đây, chồng của Bảo Thanh, anh Thắng, đã lên tiếng bênh vực vợ trước mọi thị phi. Anh Thắng cho biết, những tin tức đó tôi cũng đã được biết, nhưng thật ra không có gì cả, tôi tin vợ mình. Suốt mấy chục tập phim sống chung với mẹ chồng, tôi cũng tới trường quay cùng Bảo Thanh. Thậm chí tôi còn diễn vai quần chúng trong phim. Việt Anh đã có vợ nên mọi chuyện nhạy cảm hơn, chứ vợ tôi và anh Dũng còn thân mật hơn. Đi với tôi hai người vẫn khoác tay nhau vui vẻ. Nếu Dũng mà cũng có vợ và vợ hay ghen thì chắc sẽ thành scandal nữa rồi. Vì những ồn ào với diễn viên Lâm Minh Thắng, anh Thắng, chồng Bảo Thanh cũng khá bức xúc cho hay. Bộ phim đó quay ở Đà Lạt và tôi cũng từng đến đoàn làm phim thăm Thanh.
Tuần này tôi tới, thì tuần sau vợ Lâm Minh Thắng tới, nhưng khi đó tôi đã về nên không gặp nhau. Đó chỉ là những tin đồn thôi chứ không có gì cả. Tôi nghĩ nghề nghiệp này của vợ tôi nổi tiếng đi kèm với tai tiếng. Tôi không để ý những chuyện trên mạng xã hội hay báo chí. Tôi cũng va chạm nhiều rồi, tôi hiểu và tôi tin cô ấy. Làng giải trí vốn nhiều thị phi và ồn ào. Người nổi tiếng đôi khi phải buộc chấp nhận mình là người của công chúng nên dễ bị soi mói bởi mốc đời tư. Đã có rất nhiều trường hợp của các sao Việt từng lao đao bởi tin đồn không hay về mình. Những lúc như vậy, chồng, người yêu của họ sẽ không ngại dư luận mà sẵn sàng lên tiếng bảo vệ. Trước khi chia tay, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã có quãng thời gian bên nhau đầy hạnh phúc. Đặc biệt, cách cư xử của đại gia phố núi luôn được khen ngợi hết lời. Trong thời điểm mới yêu Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà đã gặp không ít tai bay và gió và những lời lẽ nặng nề của cư dân mạng dành cho mình. Khi Hồ Ngọc Hà bị công kích, Cường Đô La đã quyết định đứng ra bảo vệ cô. Thực sự, từ trước đến nay, tôi không lên tiếng bất cứ điều gì về mình, dù báo chí có viết thế nào đi nữa. Nhưng thời gian qua, có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là bài báo gần đây đề cập đến chuyện đám cưới năm 16 tuổi của Hà. Nó đã vượt mức giới hạn có thể chịu đựng, hay mọi chuyện đã đi quá xa, vượt cả giới hạn. Tôi muốn lên tiếng để bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình. Năm 2015, Hồ Ngọc Hà từng gặp rắc rối liên quan đến pháp luật trong vụ đụng xe tại sân bay. Đại gia phố núi đã thức trắng đêm cùng cô đến từng nhà nạn nhân để xin lỗi và bồi thường. Sau đó, Cường Đô La đã viết những dòng chia sẻ chân thành trên trang cá nhân. Chuyện không may xảy ra là điều chẳng ai mong muốn. Mỗi gia đình mỗi cảnh, xã hội mỗi người mỗi kiểu, cháu chân thành cảm ơn cô và các anh chị trong gia đình đã thấu hiểu và cảm thông. Gần đây, khi bạn gái Hà Vi bị cư dân mạng chê gầy gò kém sắc, vai thô như đàn ông, Cường Đô La đã bất ngờ gây chú ý với chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Theo đó, doanh nhân phố núi cho biết, mọi việc trong cuộc sống tất cả đều vạn sự tùy duyên. Phụ nữ là để yêu thương, không phải để so sánh hơn thua, xấu đẹp hay tài giỏi, vì ai cũng như ai đều là phụ nữ. Kèm theo đó, anh còn đăng tải hình ảnh có dòng chữ tiếng Anh, tạm dịch là dù người tốt đến mấy cũng có giới hạn của họ. Việc công khai mối tình 9 năm với Tiến Đạt tan vỡ, Harry Won đã gặp không ít chỉ trích của cư dân mạng khi cho rằng cô vì người thứ ba xuất hiện mà chia tay với nam rapper. Thời điểm đó, Harry Won bị áp lực tới nỗi phải tạm ngưng hoạt động để về Hàn Quốc tĩnh dưỡng. Ngay sau đó, Trấn Thành đã không ngần ngại đăng một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân để bênh vực Harry Won. Trấn Thành tự hỏi rằng khán giả đang làm gì mà lại tấn công, chỉ trích một cô gái ngoại quốc yếu đuối chỉ vì tội làm mất đi trong mắt của các bạn một mối tình đẹp mà chỉ có các bạn muốn nó duy trì trong thời điểm này. Nam diễn viên cũng cho rằng Harry Won là một cô gái trong sáng và tốt bụng. Vậy mà những người chưa từng gặp và tiếp xúc với cô lại cho rằng cô tham vàng bỏ ngải, tham phú phụ bần, ham danh bạc nghĩa một cách vô căn cứ. Trong một game show trên truyền hình, khi Harry Won bị Lý Nhã Kỳ chê vì giọng nói lơ lớ, không rõ tiếng, dù đã ở Việt Nam nhiều năm, Trấn Thành cũng đã lập tức lên tiếng giải vây cho vợ. Vấn đề Harry người nước ngoài nói chuyện lơ lớ, còn Kỳ người Việt nói giọng lơ lớ luôn cũng lạ. Harry Won liên tiếp gặp những lùm xùm không đáng có, và lần nào cũng vậy, Trấn Thành đều lên tiếng giải thích giúp cô. Như lần cô bị Ngô Kiến Huy tố việc đi trễ giờ, khiến đoàn làm phim thất thoát số tiền lớn. Trấn Thành cũng không khoanh tay đứng nhìn Harry Won bị ném đá. Anh lập tức mắng vốn Ngô Kiến Huy. Mày xạo hả bắp, dẫn nữa đi em. Dường như Trấn Thành muốn khẳng định lại những lời tố Harry của Ngô Kiến Huy hoàn toàn là nói đùa và bạn gái anh không hề đáng trách. Harry Won là cô gái hạnh phúc, khi dù trước sóng gió nào cô cũng được Trấn Thành che chở và bảo vệ. Gần đây nhất, khi Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm lên sóng, Harry Won cũng đã có những động thái mạnh mẽ để an ủi chồng mình. Thông qua trang fanpage của mình, Harry Won bộc bạch, đi làm sẽ có chút vất vả, dù có như thế nào thì chồng vẫn có em bên cạnh yêu thương anh tuyệt đối, vợ luôn sau lưng anh, nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn anh nhé. Đây là lần đầu tiên Harry Won lên tiếng sau những ồn ào mà Trấn Thành vướng phải.